ưu tiên hay ưu tiên gì mình cũng phải chạy giải chứ, không ưu tiên mà mày mang nó mới chết, hiểu không? Chào mọi người nha, hôm nay chia sẻ mọi người cái tuyến đi từ thị xã Ngã Bảy đến Cà Mau nha mọi người. Thì mình đi trên tuyến qua là Phụng Hiệp đó nha mọi người. Mọi người quan sát bản cẩn thận kỹ kỹ đó nha. Tôi đi tới trên đoạn thẳng thì tôi quay cắt video, còn không có cái đoạn thẳng, những đoạn ngã rẽ hay là bà chỉ dẫn là tôi sẽ quay cho mọi người xem nha. Mọi người xem video chi tiết tí nha. Video cũng ngắn là khoảng 20 phút thôi nha mọi người. Ừ, đẹp quá trời đẹp, xe cầu máu đi nè mấy. Có gì tôi đem vào đường bán hết. Khi chạy xe mày đừng để mình vô thế gọi là bí, đúng không? Làm cái thế nào mà rộng đường xử lý á. Sao mình? Vào đấy, trái thì Mỹ Tú. Mỹ Tú lệ. Thẳng. Dạ biết rồi. Mỹ Tú ở Sóc Trăng á. Dạ. Vũng Tàu là mày về cầu Vũng Tàu rồi đi qua Hậu Giang, hiểu chưa? Cái cầu nếu mà đi quốc lộ là phí thì mấy chục cây nữa anh? 45 cây, đi này tiết kiệm rồi đó. Dạ, tiết kiệm. Số tổ 1 nha. Dạ. Được nè, lại trái cho Mỹ Tú được nè. Thấy không? Dạ thấy rồi. À nó đi xỉa vào cái tiếng nãy gì chưa? Lịch tao mới dùng như này mới có, dùng đầm tôm rồi đó mới có nhiều. Mới mấy tình huống này lấy ra ngoài chạy nhanh lên cho kịp qua khỏi thằng Phương Trang. Gặp cái bản này chạy 50 thôi nha mọi người. Nhiều quý muốn chết. Đá gà tàn mạc. Nó bắt nó lẻ nhưng khi nó mà nhìn nắm bự quá có khi cũng ớn ớn. Nó nhỏ ăn cũng ngon. Nấm mình nấu cháo ăn cũng thầy luôn à. Thấy không? Đúng rồi, cháo nấm. Cháo nấm ngon lắm. Em ăn kho tiêu à. Em phải ăn kho tiêu à. Nấp được. Mềm mềm vậy ăn. Tao mua với. Đây xứ nấm, xứ Hậu Giang là xứ nấm. Quá nấm không? Mày là ngã năm nè. Dạ. Đi Long Mỹ, Phú Lộc, Phú Lộc Sóc Trăng á. Vào vòng xoay thì mình xin nhai bên trái nha mọi người đó. Giờ mình xin nhai trái nha. Đó mình chuẩn bị ra vòng xoay mình xin nhai phải nha mọi người. Đó cho mọi người chạy đúng nguyên tắc đó. Vào vòng xoay xin nhai trái, ra vòng xoay xin nhai phải nha mọi người. Rồi. Vòng này là lớn nhất, trung tâm nhất cái vùng này đó. À, ừ, trung tâm nhất cái tiếng phụ lâu 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 hẹp nè. Nó bắn nấm rồm quá khứ ha. Quá trời. Nó bắn nấm gì nữa anh? Gì ta? Ốc bu. Nấm tiêu gì là đặc sản miền sông nước ha. Ốc bu là nước tiêu. Ốc nuôi không vậy. Này quẹo phải thì đi về thị xã Ngã Năm nha mọi người. Xa biển báo nha. Thị xã Ngã Năm quẹo phải. Mình chưa vô Ngã Năm lần nào chứ ha.
sáng ngon phải không, đi suốt tiếng như vậy đó, quá đẹp, chạy quá ngon côn luôn. Này mình đi trái về Bạc Liêu nè, nè Thịnh. Rồi không phải là mình vô Hồng Dân đó mọi người. Hồng Dân là ở đâu anh? Cùng Bạc Liêu luôn. Nó bị cuộn tròn xuống rồi đây là yeah. Này ngược chiều mà vô ngõ đó đó, ngõ trước mặt nè. Phê 4-5 ngàn mà chừng nào mới lấy vốn phải không? Yeah. Khi nó nhu cầu ta đâu có cần, nhưng khi pha đắng vậy dân nó chê nữa. Chê là cái thật nhiễu à, không có bổ béo gì và phải béo phải thơm, bỏ bơ bỏ pin gì đâu, không thành tay ra mà thấy không, mà trong cái xã của nó. Xã dở lên mà làm giữa giữa vậy tao thì đứng cực luôn, nếu mình nó lại thôi nè, nè để trái về hậu phòng nè, hậu phòng rồi biết hậu phòng để phải chung chí phía rai à, đi qua điều phần giá rai nè, giá rai muốn tới Cà Mau rồi mới giá rai nha, nhớ nha. Dạ gì ra giá rai tới Cà Mau rồi trái sao chín trái gì đó rồi bu xăng lửa rồi lá lâu lắm mới thấy lại nha. Nhà lá muốn tuyệt chủng luôn, hồi xưa mình dân mình nhà lá. Giờ nhà to nè, giàu lên. Cầu Lắng Chăm nè, gần tới Cà Mau nè. Bảy cây nữa là Cà Mau. Nhanh cực kỳ. Vô Cà Mau đó. Xưa đi ngang đây là nó bắt mày chạy vô đây nè. Làm gì vậy? Dịch đó hả? Tiếp xuống dịch đó. À. Làm cái bộ nước bự lắm. Bộ nước làm gì sự khử khuẩn hay gì? Rồi chui khử khuẩn bốn bánh xe, téo. Rồi nó dính trên xe, nó dính bánh xe sao? Tùm nhảm. Khử khuẩn xe nữa chứ. Tùm lao. Hàng khử người không nói khử khuẩn xe. Không phải, nó sợ là cái xe chạy vô, lấy cái dịch kia, rồi nó dính trên mui xe, người xe, nó dịch, nó dính bánh xe. Thấy không? Đi chen rửa xe cho mình luôn à? Không có rửa. Nhúng có bốn cái bánh vô cái dụng nước của nó. Dụng nước nó có thuốc sát khuẩn giống á. Sao mà sát được. Ở đây gặp cứu mà chở tới Sài Gòn là cũng đuối ha. Xa lắm thẳm. Nghe nói Cà Mau xa lắm mà cũng xa thiệt chứ, xa chơi. Cà Mau xa lắm. Cà Mau đã là chúng ta mũi 100 cây nữa nha. Thôi, miệt mài hơn nữa luôn.
lâu đài nữa. Trời ơi. Thật ra đây cái tốt đường xây gần đất nó có nhiêu. Bỏ Sài Gòn cho biết tiền đất. Đất cả chục tỷ mẹ nó rồi ha, xây nhà vài tỷ. Còn đây mà chục tỷ mới xây cái nhà cũng cỡ nào. Không? Nhà khủng khủng quán. Nè cái nước nè, đó cái đó cái nước đó. Dạ. Thấy chưa? Thấy chưa? Cái rễ nó với cái nôm ra là cái nước. Đây là cái giữa nước nè. Đó mà cái chỗ ráng là cái đó, thấy không? Có bụi nè. Bên trái ha. Phải nè. Phải giữa ráng. Còn cái này cái lùm này lùm sậy chưa? Biết thì qua đi tới chung qua đường tới đường đô là tới Cà Mau. Xe đừng có ra ra kia tránh không được. Yeah. Không có xe nó sẽ ép vào trong. Đi xử lý mấy cái ao nuôi tôm đó, ta rút nước ra cái ta rắc cái đó đó, khử trùng đúng không? Khử trùng xong rồi ta mới thả tôm, ta lấy nước vô. Quy trình quá ha. Ta lấy nước vô xong rồi ta mới cho nước khoảng 2-3 tuần vậy đó, nên ta mới đo, chưa? Ta đo độ mặn, độ pH rồi nói chung cách chỉ số của nước. Đo pH cũng quan trọng. Chừng nào độ mặn nữa, nuôi tôm có độ mặn. Mà chừng nào mà nó phù hợp hết theo thông số khuyến cáo á. Bé nó lên xuống bất thường. Thì phải điều chỉnh. Đắt do điều chỉnh, thấy không? Tới đường đô là vô Cà Mau đó. Điều chỉnh phù hợp mới thằng mới ấy. Đường đô
60 chạy 60 được rồi. Đây là đôi rồi đó quốc lộ. Đôi một đôi đô nhảy 50 thôi. Hiểu không? Dạ. Ở đây nó có cái lương. Lương giảm cách cứng nè. Đó là một thôi. Ừ. Đó là màu trắng này cũng đẹp quá ha. Lâu rồi chưa ra mới gì hoài. Chụm lại Cà Mau mà điều đó đường đi cũng hoàng hoàng. Cà Mau đẹp quá mà đi tới đường đôi là biết tới Cà Mau. Mày biết cây bông hoàng vàng là cái gì không? Gì anh? Không. Sổ đo vàng đó. Sổ đo hả? À, còn có cái sổ đo cam nữa. Cái đẹp. Để trồng vàng nó trồng cam, nó cam ra gắn đầy ha. Nó lặp làm chén nhựa ở trên bên kia. Sửa đường. Nó lại trái đi quốc lộ 1 nè, không lại nó đi quốc lộ 1 nè. Dạ. Đâu phải Kiên Giang luôn rồi. Phải với Kiên Giang ha. Tao biết rồi, đấu rồi đâu đi qua Kiên Giang ấy, họ đi ngõ Vĩnh Thuận quá. Ủa đường này lớn. Đến thành phố Cà Mau đó mọi người. Vô nội đô đó nha. Được chút thôi. Thì bữa anh nói mày đi đường cao tốc vòng cống lộ tẻ xuống đó. Chắc là đấu vô đây. Khúc này cũng hình chánh của Cà Mau nè, hai bên. Xe củ lông này cách chút cố bự vô nha, nội thất trong có gì đồ rẻ tiền. Mèo chết. Bọng. Cái vỏ. Vỏ. Nồi vỏ. Đại học Bình Dương Cà Mau hả? Tao tóc chứ có sao ghê quá. Tới đèn đỏ, qua đèn đỏ là vô nội đô luôn rồi. Sao đi hẳn luôn ha anh? Hẳn luôn. Đi qua quán cà phê uống một cái. Mai chiên hả? Nhớ mang máng vậy không chính xác không?
đường này mà đi thẳng qua là về đất mũi luôn mà. Phải qua vòng xoay, qua vòng xoay đó cây nước. Lúc trước em lần nào em đi em bị lộn cái bộ binh á, bộ binh bự mà mấy cái ngã cái cầu y chang nhau anh. Em lộn hoài luôn. Nhỏ hơn Rạch Giá.